Trung tướng Nguyễn Kim Khoa từ chiến trường đến nghị viện. Mr PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Tròn 43 năm tuổi quân, trưởng thành từ chiến sĩ tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trở thành tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông được bầu giữ các chức vụ, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Theo giới thiệu của đồng chí trưởng ban tuyên giáo hội cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tìm đến nhà riêng của Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, ở số 12, phố Thọ Mai, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng việc thông tin đang viết tư liệu về những ngày ông cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Tháng 3 năm 1975 và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trung tướng Nguyễn Kim Khoa nhập ngũ tháng 9 năm 1974. Chỉ một tháng sau đó, ông cùng đồng đội hành quân vào mặt trận Tây Nguyên, bổ sung cho trung đoàn 24, sư đoàn 10. Nhớ về những năm đầu quân ngũ, Ông kể, tôi sinh vào tháng 3 năm 1955. Năm 1974, tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đại học và trúng tuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lúc ấy, phong trào tổng quân vào chiến trường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở quê tôi, xã Sơn Dương này là xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ rất sôi nổi. Tôi quyết định gác bút nghiên lên đường nhập ngũ và cùng đơn vị tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Tháng 3 năm 1975, tôi là khẩu đội trưởng khẩu đội cối 82 mm thuộc đại đội 8, tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, sư đoàn 10, tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Sau khi ta tiến công, giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975, địch rút chạy theo đường 21 về phía Nam Trung Bộ. Đơn vị tôi nhận lệnh phối hợp với các đơn vị bạn truy kích địch trên đường 21 này là quốc lộ 26 trong trận đánh địch ở đèo Phượng Hoàng trên đường 21. Khẩu đội cối 82mm chúng tôi cùng với các đơn vị bạn đánh các trận địa pháo 105mm của địch. Khẩu đội chúng tôi lập công xuất sắc, tiêu diệt nhiều trận địa pháo của địch. Đêm 31 tháng 3 năm 1975, tôi cùng với đồng chí Nguyễn Văn Bắc, phó trung đội trưởng của đại đội 8 đi cùng khẩu đội chúng tôi đã mưu trí đánh địch, bảo vệ trận địa, bắt sống nhiều tên địch. Trong trận đánh địch ở đèo Phượng Hoàng, lập công xuất sắc, tôi được trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Từ đầu tháng 4 năm 1975, khẩu đội cối 82 mm chúng tôi cùng đơn vị tiến đánh địch đồn trú trong các căn cứ dục Mỹ ở Ninh Hòa, Ninh Thuận, ba ngoài Cam Danh, Khánh Hòa. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc, đơn vị tôi lúc này là trung đoàn 24, sư đoàn 10, thuộc đội hình quân đoàn 3 hành quân tiến xuống Tây Ninh. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất cùng với các đơn vị bạn và quần chúng nhân dân nổi dậy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Nguyễn Kim Khoa được cử đi học trường sĩ quan lục quân 1. Ở trường, học viên Nguyễn Kim Khoa tích cực học tập, rèn luyện, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của trường. Năm 1977, học viên Nguyễn Kim Khoa Vinh Dự được kết nạp vào đảng. Sắp đến ngày tốt nghiệp thì xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc, năm 1979, toàn bộ sĩ quan học viên của khóa học được lệnh bổ sung về các đơn vị chiến đấu. Cuối năm, Nguyễn Kim Khoa cùng các học viên trở về trường để hoàn thành khóa học. Bằng những thành tích trong chiến đấu và học tập, Nguyễn Kim Khoa được công nhận tốt nghiệp và phong quân hàm trung úy. Năm 1985, khi tròn 30 tuổi, Nguyễn Kim Khoa được bổ nhiệm trung đoàn trưởng trung đoàn 66, sư đoàn 10, quân đoàn 3. Trong hai năm 1985 đến 1986, trung đoàn trưởng Nguyễn Kim Khoa chỉ huy trung đoàn chiến đấu và trụ vững ở mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên nay là tỉnh Hà Giang. Năm 1987, Trung đoàn trưởng Nguyễn Kim Khoa cùng Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 cùng đội hình quân đoàn 3 trở lại Tây Nguyên. Làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Công tác ở Tây Nguyên đến năm 1989, Thiếu tá, Trung đoàn trưởng Nguyễn Kim Khoa được trên điều động về công tác ở quân khu 2 và bổ nhiệm chức vụ phó tham mưu trưởng sư đoàn 326. Ở cương vị mới, Nguyễn Kim Khoa tích cực chủ động tham mưu với Đảng ủy, ban chỉ huy sư đoàn cùng với tập thể phòng tham mưu sư đoàn 326 xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy của sư đoàn. Năm 1991, Phó Tham mưu trưởng Nguyễn Kim Khoa được điều động làm chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Hòa. Ít lâu sau, Nguyễn Kim Khoa được bổ nhiệm chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1994, Nguyễn Kim Khoa được bổ nhiệm phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phú. Sau khi tái lập hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, năm 2000, Nguyễn Kim Khoa được bổ nhiệm chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ. Năm 2004, ông là phó tư lệnh quân khu 2 và năm 2005 được thăng quân hàm thiếu tướng, trung tướng năm 2013. Từ tháng 5 năm 2002, ông dự bầu đại biểu Quốc hội khóa 11 và trúng cử. Từ đây, vừa là cán bộ chỉ huy của quân đội, Nguyễn Kim Khoa vừa tích cực hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đại biểu Quốc hội. Nhớ về những ngày làm nhiệm vụ ở cơ quan quân sự địa phương, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa kể, năm 1991. Tôi được bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Hòa Vĩnh Phú, trong lòng cũng có nhiều trăn trở. Lúc này, Liên Xô và hàng loạt nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, nên ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị ở nước ta. Tỉnh Vĩnh Phú khi đó đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, an ninh trật tự phức tạp. Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ 7 tháng 6 năm 1991 của Đảng đề ra cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 đã xác định rõ con đường cách mạng và mục tiêu của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới triển khai thực hiện nghị quyết của đảng tôi đã chỉ đạo cơ quan làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy đảng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương tích cực xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trên cương vị chỉ huy trưởng ban ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Hòa, thành phố Việt Trì, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng bộ ban chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1994. Tôi đã bám sát và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của đảng, nhất là nghị quyết 02 NQTVK ngày 30 tháng 7 năm 1987 của Bộ Chính trị khóa 6 về nhiệm vụ quốc phòng. Để tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân khu vực phòng thủ vững chắc khi được hỏi trong những năm trên cương vị chỉ huy các cơ quan quân sự địa phương kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của mình là gì ông cho biết có rất nhiều đó là những lần ông đi cơ sở bám sát cơ sở vận động nhân dân dựa vào dân để triển khai công tác quốc phòng quân sự địa phương góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhớ năm 1997, trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phú, tôi đã tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huyện Phong Châu xử lý hiệu quả vụ việc tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Bản Nguyên, huyện Phong Châu này thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hồi ấy, xã thu hồi đất bãi của dân đang trồng hoa màu, song người dân quyết giữ. Người dân ở đây còn đào hào, ngăn chặn chính quyền đến giải tỏa công an của tỉnh còn đề nghị bộ công an điều động lực lượng cảnh sát đến giúp đỡ giải tỏa chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong châu còn chỉ đạo ban ban chỉ huy quân sự huyện điều động một đại đội tự vệ tham gia giải tỏa tôi chỉ đạo ban ban chỉ huy quân sự huyện dừng ngay việc đưa lực lượng tự vệ đến xã bản nguyên đồng thời tham mưu với tỉnh không nhất trí để công an tăng cường lực lượng đến xã bản nguyên Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với đề nghị của Bộ ban chỉ huy quân sự tỉnh chúng tôi. Sau đó, tôi trực tiếp cùng với các đồng chí lãnh đạo huyện Phong Châu đến gặp đại diện nhân dân, vận động, tuyên truyền, giải quyết những đề nghị của người dân. Vụ việc được giải quyết ổn thỏa, ổn định được an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở xã Bản Nguyên. Trung tướng Nguyễn Kim Khoa nhớ lại Quốc hội khóa 12 từ năm 2007 đến năm 2012, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khoa, Phó Tư lệnh Quân khu 2 được cử giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Đến Quốc hội khóa 13 từ năm 2012 đến năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Là người đại biểu nhân dân, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa tích cực hoạt động, tiếp xúc cử tri lắng nghe ý kiến của cán bộ, các tầng lớp nhân dân để phản ánh với quốc hội và chỉ đạo cơ quan nghiên cứu xây dựng các bộ luật, nhất là về quốc phòng, an ninh, bảo đảm đồng bộ, phù hợp thực tiễn và lâu dài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Kim Khoa trưởng thành từ chiến sĩ, trở thành tướng lĩnh quân đội, đại biểu quốc hội, người đại biểu nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng cương vị công tác của mình nghỉ hưu, ông vẫn duy trì thói quen đọc sách, nghiên cứu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ trẻ noi theo. Video được truyền thể từ bài viết cùng tên của tác giả Đình Xuân đăng trên báo điện tử Quân đội Nhân dân ngày 15 tháng 4 năm 2023. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.